Chào anh chị, tôi đang có mặt tại trục đường cọ xanh số 18, trục đường 20m của phân khu cọ xanh. Và ngay phía sau lưng tôi là một sản phẩm, một căn liền kề góc tại trục đường này. Và một sản phẩm cực kỳ đặc biệt để anh chị có thể quan tâm đầu tư và sở hữu ngay hôm nay, với giá bán cũng như là diện tích đất cực kỳ lớn để chúng ta có thể mua sở hữu, nằm ngay trục đường rộng 20m như chúng ta nhìn thấy, một trục đường thông. Và xin mời anh chị theo dõi clip chi tiết về sản phẩm này. Đây là hình ảnh về căn liền kề góc của đường cọ xanh số 18. Chúng ta có thể nhìn thấy kiến trúc mặt ngoài, một lối kiến trúc cực kỳ đẹp. Nó gần như là những căn shop, và căn này nằm ở ngay ngã tư giao lộ của đường cọ xanh số 18. Đó. Một căn góc như chúng ta nhìn thấy. Và một sản phẩm có diện tích đất là 103m² đất với hơn 300m² diện tích xây dựng sàn. Giá bán gốc niêm yết sẽ là khoảng 17 tỷ đồng. Áp dụng đầy đủ các cái chính sách đến từ chủ đầu tư như tặng xe ô tô VinFast VF9. Ngoài ra thì hỗ trợ vay vốn lên đến 36 tháng. Đây là trục đường cọ xanh. Trục đường rộng 20m như chị nhìn thấy. Chúng ta có một cái vỉa hè của trục đường này sẽ là khoảng 5m. Và từ đây chính là khu vực ngã tư giao lộ kết nối từ cọ xanh, từ phân khu cọ xanh sang đến phân khu sao biển, cũng như là đường biển xanh. Cứ đi thẳng trục đường cọ xanh 18 này, chúng ta sẽ đi qua đến khu vực công viên 17 hectare và 9 tòa chung cư của phân khu sao biển. Còn ở đây chúng ta có một căn liền kề góc sở hữu hai mặt tiền và một mặt thoáng. Hai mặt tiền nằm ở đường cọ xanh số 18 và đường Hải Âu. Đó. Và ngay bên cạnh có luôn một bốt an ninh bảo vệ. Đây là cái đường rất rộng ở phía trước. Nằm ngay ở ngã tư gọi là đường lớn nhất của cọ xanh. Căn liền kề góc này thì vị trí cực kỳ đẹp. Nó kết nối, nó là cái căn góc đầu tiên của trục đường cọ xanh số 18 kết nối vào toàn bộ phân khu cọ xanh cũng như là Hải Âu ở phía trong này. Nó đẹp hơn các cái căn ở phía trong, ở các cái đường trong, vì đây là một tuyến đường thông sang các phân khu khác nhau. Đây là vỉa hè của bên hông căn nhà. Vỉa hè rất rộng. Cọ xanh 18/77. Đây là một căn góc có sân vườn. Còn đây là không gian sàn ở phía trong. Chúng ta có tiêu chuẩn bàn giao là thô không thang. Chủ tư sẽ bàn giao cho anh chị hoàn thiện mặt ngoài và thô toàn bộ phía trong. Không có thang bộ, để sẵn hỗ trợ thang máy. Diện tích sàn phía trong này nó khoảng đâu đó 70m của tầng 1. Tầng trên thì sẽ cao hơn. Đặc biệt thì sẽ có phần diện tích sân vườn ở bên hông này rộng khoảng 3m. Đây là phần diện tích bên hông. Đó, căn cọ xanh góc này thì nó sẽ đẹp hơn các cái căn ở các trục đường trong, vì nó nằm ở mặt đường chính. Và với chính sách bán hàng cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư, khi anh chị đầu tư sản phẩm liền kề góc này với giá niêm yết là khoảng 17 tỷ đồng, thì nếu chúng ta sử dụng chính sách vay vốn ngân hàng, anh chị chỉ cần bỏ ra 30%, tương đương với khoảng hơn 5 tỷ đồng, anh chị đã sở hữu được một căn liền kề. Bên cạnh đó thì chủ tư hỗ trợ anh chị vay vốn với lãi suất 0% trong thời gian là 36 tháng, tương đương với 3 năm. Anh chị nào thanh toán sớm sẽ được chiết khấu thẳng 19,5% vào giá bán. Và đây là một sản phẩm sẽ được chủ tư tặng
cho anh chị một chiếc xe VinFast VF9 có giá bán ở ngoài thị trường bản Eco có pin là 1,9 tỷ đồng. Và anh chị nào đang quan tâm về sản phẩm liền kề cọ xanh của đường cọ xanh số 18, một trục đường thông như chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình, thì anh chị vui lòng liên hệ với em Bích qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.